Mọi người hôm nay mình quay cách đóng gói nha mọi người. Đây mọi người, cách đóng gói nha mọi người. Đó. Đây là cách đóng gói của công ty mình. Đây là chuẩn bị mình bỏ linh kiện vô nha mấy bạn. Đây là hòn rồi mình đã đóng gói rồi nha mấy bạn. Đây là linh kiện của công ty mình đóng gói bây giờ. Bỏ vô mấy bạn, đây là cách bỏ vô mấy bạn, đây là quy trình đóng gói của công ty mình. Mấy bạn like cho mình nha mấy bạn. Đây là quy trình đóng gói công ty mình nha mấy bạn. Đây là quy trình đóng gói công ty mình. Đây là đóng gói xong rồi mấy bạn. Nhớ like cho mình nha mấy bạn. Đây là thành phẩm nha mấy bạn. Đây là thành phẩm nha mấy bạn. Đây là đóng thùng xong rồi nha mấy bạn. Xong rồi mấy bạn. Đây là cái thành phẩm công ty mình mấy bạn. Đây là quy cách kiểm tra hòn bên mình nha mấy bạn. Đây là kiểm tra hòn mấy bạn. Kiểm tra hòn và đóng gói của công ty mình. Đây là các bạn mấy bạn. Đây là hòn chưa đóng gói mấy bạn. Đây là hòn bây giờ mình đóng gói mấy bạn. Thôi chào tạm biệt mấy bạn. Bye bye mấy bạn.